kiếm tiền và chăm sóc gia đình. Đôi tay của đàn ông sinh ra không phải để đến nhau, mà là kiếm tiền và chăm sóc phụ nữ. Mình xin chào các bạn nhé. Đối với những bạn nào sử dụng TikTok, ở trong cái phần nhắn tin trên TikTok ấy, thì nó không giống như là nhắn tin trên Facebook hay là Zalo có thể gửi ảnh và video trực tiếp cho mọi người. Vậy thì câu hỏi đặt ra là làm cách nào để có thể gửi ảnh và gửi video ở trên TikTok trong phần nhắn tin. Thì ngày hôm nay mình cùng chia sẻ với các bạn một cách có thể gửi được ảnh và video ở trong cái phần nhắn tin trên TikTok nha. Nếu thấy video này của mình hay thì quên bấm like, luôn đăng ký và bật chuông thông báo để theo dõi những video hướng dẫn mới nhất của mình nha. Rồi ok, thì đối với những bạn nào sử dụng cái máy hệ điều hành Android ấy, thì nó đều có cái phần Google Drive. Đó, các bạn nháy vào và nó sẽ hiện ra cái phần như này. Thì cái tác dụng của Google Drive này là nó sẽ lưu tất cả những cái ảnh và video của các bạn mà các bạn chia sẻ vào đây. Đó, thì khi các bạn đổi sang cái máy khác, ví dụ như máy iPhone đổi máy Samsung đổi sang Oppo chẳng hạn, thì các bạn đăng nhập cái Gmail các bạn, các bạn vào phần Google Drive thì nó vẫn lưu cái ảnh và video của các bạn như này. Rồi thì còn những cái bạn mà sử dụng máy iPhone thì nó không lưu sẵn cái Google Drive ở trong máy, thì các bạn hãy vào App Store và các bạn gõ cái tên của nó, các bạn sẽ tải nó về cho mình. Sau khi tải về, các bạn mở ra và các bạn nháy vào cái biểu tượng hình người ấy. Sau đó thì các bạn sẽ đăng nhập cái Gmail của các bạn vào, hoặc các bạn chọn cái Gmail có sẵn ở trong đây. Rồi làm cách nào để các bạn lưu cái ảnh hoặc là video ở trong này, thì các bạn hãy mở ảnh và video ở trong cái phần thư viện ở máy các bạn. Ở đây mình sử dụng ảnh nhé, cho nhanh. Video cũng như vậy. Rồi sau khi mở cái ảnh trong máy các bạn, thì các bạn để ý nó có cái phần chia sẻ, nó biểu tượng chia sẻ có chữ gửi ấy. Thì các bạn sẽ nháy vào và các bạn sẽ chọn vào cái phần lưu vào. Rồi đây, lưu vào Drive đó, các bạn sẽ nháy vào đó, nó sẽ lưu cái ảnh đó vào trong. Rồi ở phần tiêu đề thì các bạn sẽ xóa đi và các bạn sẽ ghi cái tiêu đề làm sao các bạn dễ nhớ nhất cho mình. Đây mình ghi ảnh 1, tài khoản là Gmail các bạn, thư mục thì Drive của tôi đó. Xong các bạn nháy vào lưu. Rồi ảnh thì nó sẽ lưu nhanh hơn nhé, còn video thì nó các bạn chờ một lúc thì mới loát được vào. Rồi sau khi nó lưu vào rồi thì các bạn mở cái Google Drive cho mình. Đó, nó đã lưu cái ảnh 1 vào đây rồi nhé. Rồi các bạn sẽ nháy vào cái ảnh này cho mình. Đó, sau đó các bạn sẽ nháy vào cái dấu 3 chấm ở trên cùng bên phải này. Và các bạn sẽ phải nháy vào cái chỗ quản lý mọi người và đường liên kết. Đó, nó hiện ra này, các bạn sẽ nháy vào cái chỗ thay đổi này. Đó, các bạn bấm vào đó cho mình. Và các bạn phải bật cái chỗ người xem lên nhé. Nếu nó chưa bật cái này thì các bạn phải nháy vào dấu tích và chỗ người xem, để người ta có thể lưu cái ảnh này về. Sau đó các bạn quay lại, các bạn nháy vào dấu 3 chấm. Và các bạn tiếp tục nháy vào chỗ sao chép đường liên kết cho mình. Rồi sau khi đã sao chép xong thì các bạn mở TikTok ra cho mình. Các bạn muốn nhắn tin cho ai thì các bạn phải follow người ta, các bạn nhắn tin được nhé. Đó, các bạn vào trang cá nhân người ta, các bạn nháy vào phần tin nhắn. Sau đó ở phần gửi tin nhắn, các bạn giữ liệt ngón tay vào đó cho mình. Nó hiện ra cái chữ dán này, các bạn sẽ nháy vào chữ dán, dán đường link ấy. Sau đó các bạn gửi cho người ta. Thế người ta muốn, người ta nhận được cái tin nhắn này của các bạn thì người ta muốn xem lại, xem được thì người ta sẽ giữ cái ngón tay vào, giữ ngón tay vào cái đường link này. Nó hiện ra chữ sao chép này thì người ta sẽ phải sao chép lại. Rồi sau khi sao chép xong thì người ta sẽ thoát ra và người ta sẽ vào cái phần Google. Ở cái phần tìm kiếm thì người ta sẽ giữ ngón tay vào cái phần tìm kiếm, giữ liệt ngón tay vào, nó hiện ra chữ dán và sẽ dán vào. Và sau đó thì người ta sẽ nháy vào ô tìm kiếm, nó đưa đến cái trang tải như này. Thế nhiệm vụ bây giờ để tải thì sẽ nháy vào cái nút mũi tên chỉ xuống. Đó, như vậy là nó sẽ lưu về máy. Đó là cách có thể xem ảnh và video ở trên TikTok, gửi được ảnh và video. Ok,
Đó là cách của mình các bạn. Ok, như vậy là xong rồi. Chúc bạn thành công nha. Đừng quên bấm like, bấm đăng ký và bật chuông thông báo để theo dõi những video hướng dẫn mới nhất của mình nha. Mình chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.